Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTC. Như anh em cũng đã biết, bản thể tông độc bất tử, một cường giả xuất hiện lần đầu tiên đã là 98 cấp, sở hữu cho mình 3 cái hồn hoàn 10 vạn năm, đã từng đẩy lùi Huyền Lão, cường giả đứng thứ hai bên trong học viện xử lý khắc. Tuy nhiên, một cường giả mạnh mẽ như vậy lại phải lựa chọn tự bạo mà chết. Vậy tại sao độc bất tử lại lựa chọn tự bạo? Hãy cùng LTC đi tìm hiểu cái chết của độc bất tử trong video ngày hôm nay anh em nhé. Sau khi bản thể tông trở thành tông phái bảo hộ của Thiên Hồn Đế Quốc, độc bất tử đã dẫn đầu một cuộc tấn công ám sát vào Minh Đức Đường của Đế Quốc Nhật Nguyệt với mục tiêu cướp phôi thai của Thú Tiết Đế. Cuộc tấn công này đã giáng một đòn cực kỳ nặng nề vào Minh Đức Đường. Tuy nhiên, điều này cũng khiến độc bất tử xem nhẹ sự phát triển của hồn đạo khí mà không nhận ra rằng hồn đạo khí tiên tiến đã có thể đe dọa đến tính mạng của những phong hào đấu la cấp 99. Khi mà Đế quốc Nhật Nguyệt phát động chiến tranh, bản thể tông giống như ếch ngồi đáy giếng. Do đó, trong trận chiến biên giới giữa Đế quốc Thiên Hồn và Đế quốc Nhật Nguyệt, gần 2/3 thành viên tinh nhuệ của bản thể tông đã hy sinh. Ngay cả Long Ngạo Thiên, người từng đánh bại Vua Hạo trong cuộc thi hồn sư lần thứ hai, cũng đã tử trận tại đó. Trước đó, ngay cả học viện xử lý khác cũng không thể nào đánh bại bản thể tông. Trong cuộc chiến, ngay cả độc bất tử, người đã đột phá lên cảnh giới cấp 99, cũng bị thương nặng và không còn khả năng hồi phục. Để trả thù, độc bất tử đã tham gia chiến dịch tiêu diệt hoàng đế của Nhật Nguyệt Đế quốc. Trước khi chiến dịch bắt đầu, ông đã giao bí mật xác tình vũ hồn của bản thể tông cho Vua Hạo và giao phó tương lai của bản thể tông cho anh ta. Sau khi từ thiên nhiên trở thành hoàng đế của Nhật Nguyệt Đế quốc, chính quyền của hắn đã được thể hiện đầy đủ, lãnh thổ được mở rộng đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn. Để ăn mừng thành tích này, từ thiên nhiên đã tổ chức một buổi lễ tên là tế điện thiên địa để nâng cao địa vị. Tuy nhiên, từ thiên nhiên không biết rằng một cuộc thảm sát lớn đang chờ đợi chính mình. Ngay khi buổi lễ đang diễn ra suôn sẻ, độc bất tử bất ngờ xuất hiện. Ông ta từng là nạn nhân của sự hủy diệt đất nước và gia đình, nên đã đối xử tàn nhẫn với từ thiên nhiên bằng mọi giá. Đi cùng độc bất tử còn có 4 cường giả siêu cấp đấu la cấp 95. Thế nhưng nhiệm vụ của bọn họ chỉ là hỗ trợ chứ không phải liều chết. Bởi vậy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, 4 người lập tức rời đi. Lúc này, cực hạn đấu la 99 cấp Long Tiêu Giáo cũng đã xuất hiện, tạm thời ngăn cản độc bất tử. Thân là đấu la cấp 99, độc bất tử biết rằng mặc dù cùng đẳng cấp với Long Tiêu Giao, thế nhưng ông mới chỉ đột phá cảnh giới 99 cấp không lâu, nên vẫn không thể so sánh được với Long Tiêu Giao, một cường giả đương thời với Long Thần đấu la Mục Ân. Độc bất tử cũng nhận ra thực lực của Long Tiêu Giao mạnh cỡ nào, lập tức đốt cháy ngọn lửa sinh mệnh của chính mình để có thể sánh ngang với Long Tiêu Giao. Ngọn lửa sinh mệnh tuy mạnh liệt, thế nhưng cuối cùng cũng sẽ bị đốt cháy sạch sẽ. Lõi linh hồn cũng còn lại mạnh mẽ so bị tiêu hao bởi ngọn lửa sinh mệnh, tạo thành một quả cầu màu xanh lục. Lúc này, Thánh Linh Giáo và chúng nhân biết sự xuất hiện của độc bất tử, tuy nhiên lại không lựa chọn ra tay trợ giúp mà đứng làm người ông đắc lợi. Đợi độc bất tử phát động ra bạo tạc sẽ chiếm lấy linh hồn của dân chúng thường dân. Tuy nhiên, độc bất tử đã đoán trước đường Đế quốc Nhật Nguyệt có một hồn đạo khí có thể bảo vệ dân chúng, và nếu sử dụng Nhật Nguyệt Đế quốc sẽ hao tổn tinh lực mấy năm mới có thể chữa lành. Từ thiên nhiên vì an lòng chúng dân nên bắt buộc phải xuất ra thực lực, xuất ra một thanh thiên kiếm để bạo phát hộ cháo bảo vệ dân chúng chú mục, dẫn tới Thánh Linh Giáo không có cơ hội hấp thụ linh hồn. Độc bất tử với thân hình khổng lồ đột nhiên co rút lại với tốc độ cực kỳ nhanh, tạo ra một lực hút mạnh mẽ từ không trung. Hàng trăm ngàn dân chúng gần Nhật Nguyệt Đàn Tế Thiên bị hút lên trên khỏi mặt đất, khiến cho cảnh tượng trở nên hỗn loạn với tiếng hét chói tai, kêu thảm thiết và dãy rủa điên cuồng. Khi độc bất tử biến mất, một quả tinh thể khổng lồ hiện ra thay thế. Tinh thể này có hình thoi, toàn thân màu bích lục, tỏa ra ánh sáng xanh lục, thế nhưng lại kèm theo một vùng tối đen như là có thể thôn phệ mọi thứ xung quanh. Ngay cả hào quang màu bạc quanh của Hắc Ám Thánh Long Long Tiêu Giao cũng bị hấp thụ vào nuốt chửng. Long Tiêu Giao cười khổ, nhận ra rằng độc bất tử đã đạt tới cấp độ cực hạn đấu la với một hồn hạch duy nhất, trong khi đấu la bình thường có 2 cái. Độc bất tử đã thiêu đốt toàn bộ tinh nguyên và linh hồn của chính mình, mặc dù mọi thứ dường như tĩnh lặng, thế nhưng một cơn bão kinh khủng đang chờ đợi. Ngay lúc đó, từ hướng của Minh Đô, 4 cột sáng màu trắng nhu hòa đột nhiên là bừng lên trời. Ban đầu nhỏ như cỡ thùng nước, thế nhưng nhanh chóng lớn lên với đường kính vượt qua 100 mét, đâm xuyên qua mây đen ở trên bầu trời. Sự xuất hiện của những cột sáng này làm bích lục hồn hạch kêu ong ong và không gian xung quanh hồn hạch bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ. Bỗng nhiên thì hồn hạch màu bích lục chầm xuống lao về phía Nhật Nguyệt Đàn Tế Thiên. Một tiếng vang lớn làm thời gian và không gian dường như dừng lại, rồi toàn bộ không gian chìm trong bóng tối với vô số tinh tú hiện ra ở trên bầu trời. Sức mạnh thiên uy tăng lên cực hạn, áp lực cực lớn giáng xuống từ thiên nhiên làm hắn không thể thở nổi. Tuy nhiên, từ thiên nhiên đã là phong hào đấu la, hắn triệu hồi ra hồn hoàn và vũ hồn diệt thiên long của chính mình. Nhưng đối mặt với thiên uy của độc bất tử, hắn không thể nào chống lại. Mặc dù hào quang màu bích lục bị màn ánh sáng trắng ngăn lại, từ thiên nhiên vẫn bị thương nặng, phun máu và ngã xuống. Một tiếng nổ lớn vang vọng, khung cảnh hỗn loạn lan rộng. Sức mạnh kinh khủng từ vụ nổ làm rung chuyển cả vùng, phá hủy núi non xung quanh. Quất tử nhanh chóng xông lên kiểm tra từ thiên nhiên, nhận ra hắn đã bị thương nặng không phải do vụ nổ, mà do một ý niệm mạnh mẽ như thiên uy xuyên qua hai lớp phòng vệ. Trong cuộc chiến, độc bất tử đã tự bạo, tạo ra một sức mạnh kinh khủng. Từ thiên nhiên dù là một phong hào đô la cũng bị ảnh hưởng
thương nặng nề. Độc bất tử trước khi chết đã tấn công nhằm tiêu diệt Từ Thiên Nhiên. Quất Tử cố gắng truyền hồn lực vào Từ Thiên Nhiên để cứu hắn, thế nhưng không thể vì trong cơ thể của Từ Thiên Nhiên đang diễn ra cuộc xung đột mãnh liệt giữa hai luồng tinh thần lực lượng. Quất Tử với tư cách là chiến thần đế hậu nhanh chóng ổn định dân chúng, trấn an họ rằng Từ Thiên Nhiên bị thương do ngăn chặn Tà Mị, khẳng định sự an toàn của đất nước. Sự xuất hiện và lời nói của nàng làm quân lính và dân chúng dần dần bình tĩnh trở lại. Tiếng hoan hô đã vang lên. Ở trên bầu trời, mây đen tản đi, ánh mặt trời chiếu sáng trở lại. Vũ Hào đứng ở xa nhìn cảnh tượng, cảm nhận sự bi thương trước sự hy sinh của Độc Bất Tử. Anh thề sẽ mang câu chuyện về Độc Bất Tử trở lại Thiên Hồn Đế Quốc và tiếp tục truyền thừa di sản của ông. Vũ Hạo và Đường Phu Đống sau khi xác nhận hành động của Độc Bất Tử đã hoàn thành mục đích, chuẩn bị rời đi để tiếp ứng nhóm của Thiên Dương Đấu La. Cả hai biến mất vào không trung hướng tới điểm tiếp ứng. Sự tự bao của Độc Bất Tử đã gây ra hỗn loạn lớn, làm đế quốc thiếu người lãnh đạo và là cơ hội tốt để Vũ Hạo và đồng đội rời khỏi. Anh nhìn thấy Quất Tử, biết rằng nàng sẽ sớm trở lại chiến trường và không muốn đối mặt với nàng trong cuộc chiến tiếp theo. Từ Thiên Nhiên không bao giờ ngờ rằng mình lại vô tình chuẩn bị nhiều vật hiến tế cho Độc Bất Tử trong buổi lễ được nhiều người mong đợi này, mà Độc Bất Tử đã đoán ra được suy nghĩ của những cường giả trong Nhật Nguyệt Đế Quốc, trói buộc mọi người ở đây bằng chính mạng sống của chính mình. Ông biết rằng việc ám sát Từ Thiên Nhiên sẽ không dễ dàng như vậy. Sau cái chết của Độc Bất Tử, bản thể tông cũng đã bắt đầu suy tàn. Mặc dù Độc Bất Tử không giết được Từ Thiên Nhiên, thế nhưng hành động của ông đã có tác động đáng kể đến Từ Thiên Nhiên và quân đội của Đế quốc Nhật Nguyệt ngay lập tức phát động ra một cuộc tấn công quyết định, phát động cuộc đối đầu trực diện với Đế quốc Thiên Hồn và Đế quốc Đấu Linh. Đế quốc Thiên Hồn mất đi sự hỗ trợ của bản Thể Tông hùng mạnh, tuyến phòng thủ cuối cùng bị đánh bại, hoàng gia cũng bị xóa sổ và đế chế đường kế thừa hàng vạn năm đã bị diệt vong. Về phần Đấu Linh Đế quốc, tàn quân của nó chỉ có thể rút lui dưới sự bảo vệ của Sử Lai Khắc Học Viện. Số phận hiện tại của bản Thể Tông hùng mạnh chủ yếu là do không theo kịp sự thay đổi của thời đại, cũng như việc Độc Bất Tử đã già, thời hạn không còn xa và thiếu người kế vị phù hợp. Trong 20 năm qua, người kế thừa của bản Thể Tông thậm chí còn ít hơn, và sự hiếm có của họ là điều hiển nhiên. Đó là lý do tại sao Độc Bất Tử phát hiện ra Vũ Hào lại vội vàng tới như vậy, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Vậy các bạn nghĩ sao về cuộc hy sinh của Độc Bất Tử? Hãy để lại bình luận của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi các bạn nhé. Cuối cùng thì LTC xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.